quá cậu. Nó bùng nổ. Rồi rồi, còn mưa nữa, còn mưa nữa. Còn mưa nữa đang chờ em. Bùng nổ. Anh phải. Đi ra đi. Rồi rồi, còn mưa nữa, còn mưa nữa. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Cái bảo một kiểu gì, mọi người đang làm cái gì? Kìa kìa, con nữa kìa, con nữa kìa. Anh tôi, anh tôi, anh tôi. Anh tôi, anh tôi. Anh tôi, anh tôi. Giống Tuyết Sơn Phi Hồ quá. Giống Tuyết Sơn Phi Hồ không Miso? À? Em có coi phim bộ TVB không? Giống Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ. Ai hút mà. Thầy em đó. Mà không nhận ra. Thầy hú cho chủ thí sinh. Đâu, thầy cổ hủ ra đây rồi. Mẹ nó không nữa. Nhưng mà giờ hỏi thầy cổ vũ ai nè. À, qua team khác cái nhiệm vụ khác rồi, còn nói gì nữa? Không, sẽ team luôn bên đâu rồi được. Còn nói gì nữa? Nhà em có áo của Binzy chưa? Em có, em có cả hai. Có phải mua? Mua hay là được cho? Mua hay là được cho? Chương trình phải cho một. Em muốn em may tặng đó nhiều. Nhưng mà áo chương trình em chưa bao giờ. Chương trình không có xài. Quảng cáo cho BTS là WeShop rồi là làm size to lên cho bán được thêm 1.000 cái áo này.
sự. Wow. Chiếc quyết này sẽ ráng lên trước ngày 24 12 đem có quà nha. Chiếc quyết này sẽ ráng lên trước ngày 24 12 để có hoa tặng quà. Sao không? Thích giày. Thích mang giày. Thích mang giày. Ok. Có thích gì nữa không? Chiếc gửi quà. Chiếc gửi quà. Gửi đến 222 Butter. Đó mình lấy. Ok. Đường Butter. Cứ tới sợ thì chỉ là người đó. Cứ tới thì cứ dựa trong đường đi sâu. Cái gì nữa? Cái gì? Cái gì bữa nay nó xin ta kháng sinh. Trời, ta kháng sinh cũng không cho nữa. Khó tính. Ê, nhưng mà cái này là thiệt hả? Không, nhìn giống thiệt. Nên là chị không có giận ra. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Không có ai kể, gió mặt thịt đông, một lái xương, đi ngon ngày xa, ngồi đà lòng, nó có mai cô, nó không có quá khổ, anh xin lỗi mình lại, đôi ta sẽ không ngồi cây, chỉ nó con sẽ muốn đường dây, thành phố có những mặt phố, thành phố có những nét khô, giàu cổ hay là nghèo sướng, tất cả mọi người hãy đi sâu đó, vui, 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 nghèo nhưng mà nghèo đâu hả? Nghèo nhưng mà giàu đâu hả? Giàu nhưng mà giàu đâu hả? Giàu nhất khu nhà nghèo. Nói với mình nha. Nghèo giàu. Oh, nghèo. Everybody, make some noise. Anh nhớ cúp lùi xuống, cúp lùi xuống anh không thấy lùi mà hay là anh chỉ cần nhìn em hơn cái lùi nhau đó. Đó là ổn chưa? Thuộc bài chưa? Được không anh? Thấy được không? Bài này hiếp chắc các bạn. Mức độ tự tin bao nhiêu phần trăm anh? 99. Còn 1% là 99.000%. Wow. Oh yeah. Trong phim trường người ta mà quay cái gì? Trời, cái mặt em nó bò như cái mâm luôn. Có mà né xích ra một chút không? Mình có định nhuộm đốm 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 không? Không. Giống cái áo mình đang mặc. Đốm giống sức tiếp. Mình đang dưới này nhớ có vấn đề gì mọi người. Thì cầm đây thôi chị quay thôi. Lúc. À sâu hả? Cầm nó về là sâu. Cầm đồ cầm không? Cầm đồ cầm không? Nó vàng mà không lấy. Cái này gọi là cái khuôn. Miền Tây gọi là cái khuôn. 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 Cái
Nói sao chứ anh thấy mấy anh em cầm cái vàng, đem cái quần vàng vô đó bao giờ. Em không được quăng, em không được quăng cái rổ cặp đó. Em không dám chặn nó luôn. Bây giờ em không có đâu. Lỡ đâu, biết đâu được. Nhiều khi một lần mình làm khác thì mình sẽ được kết quả khác. Em cầm cái đồng vàng mà nó bán. Em cầm hai nó đi xô để cho nó về. Em đi xô cho trời. Ừ, là ác. Ngồi mùa sau biết không? Thiền. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và Happy giải trí. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.